Giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội 1 Watanabe là cuộc đối đầu của rất nhiều những gương mặt trong thành phần đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam của chúng ta. Và như vậy là trọng tài chính bà Lê Thị Ly đã đổi còi bắt đầu trận đấu. Vào lưới của Apex Sơn La. Hà Nội 1 Watanabe đã tạo thêm được những cơ hội nguy hiểm lên khung thành của Phong Phú Hà Nam, tuy nhiên vẫn chưa đủ sắc bén để có thể tạo nên bàn thắng. Và huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các cầu thủ cần phải chủ động hơn, táo bạo hơn ở những tình huống xâm nhập khung thành khu vực 16m50. Có lẽ là đã có một tình huống bóng chạm tay một cầu thủ áo đỏ, tuy nhiên trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Cơ hội không được. Vẫn là Ngân Thị Vạn Sự. Quỳnh ơi. Tiền đạo mặc áo số 22 có mặt ở mọi điểm nóng trên sân của các cầu thủ Hà Nội 1 Watanabe. Và sẽ chỉ có một quả đá phạt góc bên phía cánh phải dành cho đội bóng áo trắng. Hồ Thị Quỳnh sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Môn Trần Thị Hải Yến đã bắt gọn bóng. Trong những phút đã qua, các cầu thủ Hà Nội 1 Watanabe đã sử dụng đa dạng hơn. Không chỉ là những pha leo biên của các tiền vệ cánh, mà bên cạnh đó còn là những pha tấn công trung lộ. Nhưng vẫn chưa thực sự. Những giây cuối cùng trong thời gian bù giờ của hiệp 1. Hãy chờ xem tình huống này, rất đáng chú ý. Không thể là một cú dứt điểm ngay bởi góc sút là không phải quá rộng, nhưng một tình huống treo bóng sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ Phong Phú Hà Nam trong một thế trận mà họ đang bị ép sân thế này, thì những tình huống bóng cố định sẽ cần phải được tận dụng một cách triệt để hơn, đặc biệt khi sở hữu khả năng của Tuyết Dung với những tình huống đá phạt của mình. Rất nguy hiểm, không vào. Trong pha đánh đầu vừa rồi thì đó là một cú tiếp bóng có phần hơi với. Và đúng lúc này thì một cú sút thẳng của Hồ Thị Quỳnh, tuy nhiên bóng đi quá cao so với khung thành của thủ môn Trần Thị Hải Yến. Hồ Thị Quỳnh có nhiều phương án để đưa ra trước khi nghĩ tới một tình huống tranh chấp rất tốt với một nền tảng thể hình và thể lực có thể nói là tốt nhất trên sân vào thời điểm hiện tại. Và điều này đang giúp cho sức mạnh trong những tình huống lên bóng của Phong Phú Hà Nam rõ ràng là được cải thiện hơn rất nhiều. Đây là một sai lầm. Cơ hội. Tiếng còi đã vang lên và thổi phạt một cầu thủ tấn công bên phía Phong Phú Hà Nam trong tình huống vừa rồi. Chúng ta đang xem lại tình huống này. Và đó là tình huống để bóng chạm tay của Phạm Thị Tươi. Không có lỗi trong pha tranh chấp trước đó. Và trên sân lúc này cũng có những gương mặt trẻ đã thi đấu rất tiến bộ trong thời gian vừa qua. Ngoài Vạn Sự, còn có Thanh Nhã, Lan Anh. Tiếp tục là một cơ hội cho Hà Nội 1 Watanabe. Có lẽ tình huống đánh đầu vừa rồi là của Thanh Nhã. Rất nhiều những tình huống và những cơ hội nguy hiểm từ những tình huống bóng chết dành cho đội bóng áo trắng, tuy nhiên họ vẫn chưa một lần thành công. Chúng ta vẫn đang chờ đợi những ngôi sao, những cầu thủ được nhiều kỳ vọng bên phía hai đội tỏa sáng trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là Bùi Thị Trang, rất tốc độ. Mở bóng khá thoáng dành cho Biên Thị Hằng. Thanh Nhã, không được.
Phong Phú Hà Nam vẫn đang phải lùi đội hình khá sâu để chống đỡ những tình huống lên bóng của cao thủ áo trắng. Họ không có được. Thảo Anh. Trong hiệp 2 thì Thảo Anh rất chịu khó leo biên và tạo ra thêm một hướng tấn công nữa bên hành lang cánh phải của các cầu thủ Hà Nội 1 Antabe. Nhưng những gì mà số 15 bên phía Hà Nội 1 tạo ra là chưa có những bất ngờ. Rất tốt, Hải Yến dứt điểm từ rất xa. Hải Yến chủ động đưa bóng và thực hiện một cú sút vào góc gần, nhưng lực sút là hơi nhẹ và tính bất ngờ thì cũng chưa thực sự rõ rệt. Đó là lý do vì sao mà thủ môn bên phía câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam Hải Yến đã không quá khó khăn để đổ người ôm gọn. Thiếu đi một tiền đạo trên sân. Cơi không được. Cầu thủ vừa tung ra cú sút là Bùi Thị Trang. Thảo ơi không phải nhắc quyền không đá dài nữa. Khi mà không thể tiếp cận khung thành bằng những pha phối hợp thì các cầu thủ Hà Nội đang sử dụng nhiều hơn những tình huống sút xa. Cơi Thanh Nhã không vào. Một cơ hội dành cho tiền đạo báo số 27 của Hà Nội 1 Watabe. Và sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Những nỗ lực rất đáng khen từ phía cánh trái. Tuy nhiên pha chạm bóng của Thanh Nhã là không thực sự hoàn hảo. Rất hay. Thanh Nhã. Vẫn là Thanh Nhã. Hơi hiền. Không có gì khó cho thủ môn Trần Thị Hải Yến. Tiếp tục có một cầu thủ Phong Phú Hà Nam đang bị đau. Thế nhưng điều mà khán giả chờ đợi đó là bàn thắng thì vẫn chưa một lần được ăn mừng. Và đây là cơ hội Thanh Nhã. Chậm mất rồi và penalty. Một nhịp chậm của Thanh Nhã lại khiến thành hay. Các trung vệ bên phía Phong Phú Hà Nam lại tỏ ra lúng túng và phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 27 của Hà Nội 1 Watabe. Và bây giờ là cơ hội để cho các cầu thủ Hà Nội 1 Watabe có thể mở tỷ số của trận đấu này. Một tình huống kéo người của Phạm Thị Tươi. Và Hà Nội 1 Watabe đang đứng trước cơ hội để mở tỷ số ở thời điểm rất quan trọng, thời điểm cuối của trận đấu, và đứng trước bóng đang là Hải Yến. Cuộc đối đầu của hai cầu thủ mang tên Hải Yến. Hải Yến. Wow! 1-0 cho Hà Nội 1 Watabe. Như vậy là sau rất nhiều những nỗ lực và cơ hội thì cuối cùng đội bóng áo trắng, đội bóng thi đấu hay hơn, đã có được bàn thắng để khai thông thế bế tắc. Quan trọng hơn, đây đã là phút thứ 90. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ áo trắng đã được đền đáp với bàn thắng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Trận đấu sẽ có 4 phút bù giờ và 4 phút cũng là khoảng thời gian để cho Phong Phú Hà Nam tìm kiếm bàn thắng quân bình. Thank you.
đúng lúc này thì trọng tài chính Lê Thị Ly đã nổi còi kết thúc cuộc đối đầu giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội 1 Watanabe với chiến thắng tối thiểu 1-0. Hà Nội 1 Watanabe đã giành trọn vẹn 3 điểm và giành vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng, đứng thứ hai là câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam.